Sau 2 ngày 7 và 8 tháng 7, biểu diễn thi đấu vui tươi sôi nổi, các hoạt động hội thao văn nghệ cụm thi đua số 7 các đài phát thanh truyền hình khu vực Đông Nam Bộ đã chính thức khép lại. Ban tổ chức đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ở trò chơi vận động bãi biển, giải nhất thuộc về đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, nội dung thi dân vũ, giải nhất thuộc về đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, giải đặc sắc thuộc về đơn vị chủ nhà, đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Nội dung bóng chuyền hơi nữ, ngôi vô địch thuộc về đài phát thanh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Nội dung bóng đá nam, ngôi vô địch thuộc về đơn vị chủ nhà, đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Phát biểu bế mạc các hoạt động, nghệ sĩ ưu tú, nhà báo Ngô Đăng Khoa, giám đốc đài phát thanh truyền hình Bình Thuận, đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 7, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hội thao văn nghệ đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động của cụm thi đua số 7 vừa diễn ra sẽ tạo đà khích lệ cho toàn thể cán bộ viên chức các đài phát thanh truyền hình trong khu vực Đông Nam Bộ quyết tâm phấn đấu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 và các năm tiếp theo.